Vâng, tiếp tục lại là một chiếc touring thể thao đường phố với chiếc Potang gật gù cực kỳ ấn tượng. Khung sườn màu xe của nó là màu xanh ngọc, mang tên là Gian với mã số xe E416 nha các bác. Bác nhớ mã số xe này, E416. Đây là một chiếc Gian Đài Loan xuất Nhật với bản rốc 5000, màu xanh ngọc cực kỳ chất, full nhôm nhá. Một chiếc xe full nhôm, hàng Đài Loan xuất Nhật. Đi xe, test xe này em đã test rồi, cực kỳ chắc chắn luôn các bác. Các bác đang xem video thì vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì đang nhấn đăng ký kênh để sẽ đón xem những video mới nhất của em, để các bác có thể lựa chọn cho mình trong một dừng xe như thế này, một chiếc xe ưng ý nhá, để đi thể thao nâng cao sức khỏe. Mùa xe, mùa hè cũng là mùa đạp xe thể thao. Một với phong trào ở Việt Nam hiện nay là đang rất ưa chuộng về phong trào xe đạp xe thể thao. Các bác sắm cho mình được một chiếc xe Nhật hàng bãi, chất lượng ưng ý, thì các bác đi có độ bền rất cao nhá, cũng như độ mới, độ đẹp đang còn tương đối ok. Và như thường lệ em sẽ đi chi tiết cấu hình cho các bác đón xem này và báo giá. Đây là con này với cấu hình phanh rắn kiểu cổ của Shimano cực chất luôn. Đây, phanh rắn của Shimano nhé. Nhìn thế này thôi, phanh này rất chi là ăn luôn các bác, rất ăn. Nó là hai mảnh hai tay ở hai bên luôn. Có vặn chỉnh, siết má phanh, nới và đấy, có nới này, nới siết. Rè của nó là rè lá lúa nhá, cọc in nhôm trắng, zin theo xe, gọng in và in là zin theo xe luôn rồi. In là đệm mút cao su, rất êm luôn. In da màu đen. Cấu hình bánh lốp như sau. Lốp con này là lốp của Canada các bạn, lốp của Canada rồi. Lốp Canada chữ đen. Thông số 26 x 1.5 nhá. Con này là bánh 26 x 1.5. Vành nhôm nguyên zin của nó, nan hoa là inox chân đầu. Xe chạy là 3 tầng đĩa. 3 tầng đĩa và 6 tầng lip. Đấy, cùi đề của Shimano. Con này Shimano FDS. Cùi đề nguyên zin của nó luôn đấy, cùi đề gạt đĩa đều nguyên zin của nó nhá. Đồng bộ luôn. Ốp lip là màu trắng, nhựa màu trắng. Ốp đĩa là bọc mạ chrome, cũng miếng nhựa mạ chrome luôn. Sáng choang luôn. Khối nổ đàng hoàng nhá. Carbon luôn. Đấy. Màu sơn là màu xanh ngọc rất đẹp. Mối hàn vây cá này. Bản rốc 5000 Gian này. Đấy, Gian T. Thương hiệu rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Đài Loan xuất Nhật. Gọng nước của xe là gọng nhôm mạ chrome sáng choang luôn. Đấy, nhôm thì là của hệ aluminum rồi. Tem an ninh màu vàng của Nhật này. Pedal con này là pedal gọng nhôm mạ luôn nhá, sáng choang nhá. Gioăng cao su chống trượt này, phản quang hai mặt màu vàng này. Pedal trái phải đồng bộ trước sau luôn. Đồng bộ luôn. Khóa hồng này, khóa hồng của tháo lắp nâng hạ cọc yên này. Hệ thống dây là đi nổi nhá. Dây cũng là dây hai đầu màu xanh ngọc luôn, dây của Nhật. Thiết kế là vòng bát chén là nguyên zin. Potang của nó Potang gật gù. Potang gật gù là nhôm mạ. Đấy, nhôm mạ bóng loáng luôn. Phủ bóng mạ bóng luôn đấy. Nguyên zin của nó nhá. Đi đồng cũng vậy. Chung bật cơ. Hệ thống tay phanh và vặn xả luôn. Tay phanh tay nhôm của Shimano luôn. Vặn xả của Shimano Zebo Ship nhá. 3 tầng đĩa và 6 tầng lip. Đấy, tay nắm là tay nắm cao su chống trượt màu đen này. Đặc biệt là khi sử dụng bộ vặn xả là nó rất bền các bác. Đi nó rất ổn định trong quá trình điều khiển bộ chuyển động. Phanh trước của nó là cũng là phanh rắn này. Phanh rắn này. Hai gọng của Shimano. Giá trước cũng là già nhựa lá lúa đàn hôi. Lốp bánh Canada. Thông số lốp là 26 x 1.5. Giống bánh sau. Vành nhôm nguyên zin theo xe. Nan hoa thì là inox chân đầu. Mayer trước của nó là Mayer inox luôn. Mayer mạ inox luôn. Đúng không? Mayer mạ inox. Mạ sườn trái của xe đây. Con xe này em test đi rồi, cực kỳ chắc chắn các bạn. Sàng lip sàng đĩa rất chỉ là ok với bộ chuyển động nguyên zin của nó luôn.
3 tầng đĩa này. Chân trống thì là bán thép gọng nhôm rồi, Meyer sau cũng là Meyer nhôm, sơn màu trắng. Chiếc Meyer này là Meyer nhôm sơn lại rồi nhá, bên em phủ lại rồi, nhưng mà nguyên zin của nó đấy, có lẽ nó bị chảy xước nên là phải phủ sơn lại, sơn tĩnh điện luôn đấy các bác, sơn tĩnh điện công nghệ cũng rất cao rồi. Chiếc giạc với cấu hình xài giống đứng em đo chiếc này size S thôi các bác. Các bác lên chiều cao cho em là khoảng 1m55 trở lên là đi được chiếc xe này nha các bác. 1m55 trở lên là đi ok chiếc xe này rồi. Đấy, kể cả xe này dành cho nữ đi cũng rất ok đấy các bác. Nữ cao 1m52, 53, 50 cũng có thể đi được. Đấy, hơi chớn một tí để ta đi đạp thể thao thôi. Nên là rất chi là ok rồi. Đối với dòng xe thể thao thì các bác đi là khi ngồi trên khung á, ngồi trên cái gióng ngang của nó mà chống hai chân xuống đất, mà chống được khoảng nửa bàn chân thôi, chỉ cần chống là quá mũi chân là được rồi, là đi được rồi. Nhưng còn khi chống mà nó trùng á thì là các bác phải nâng cọc in lên để cho nó phù hợp, để chỉnh sửa góc độ chiều cao, chỉnh sửa chiều cao cho nó phù hợp thì các bác đạp xe nó cảm thấy nó mới không bị mỏi nhá. Còn bộ bấm xả chuyển động hay là vặn xả thì các bác nên nhớ là khi xe động thì các bác mới sang số, sang líp, sang đĩa nhá. Thế còn khi xe chết thì không nên sang líp, sang đĩa rồi. Như vậy là xe nó mới bền. Kể cả phanh cũng thế, kể cả sử dụng phanh cũng thế, các bác thường xuyên tra dầu mỡ vào phanh để cho nó trơn tru, hay là xích líp cũng thế. Các bác chỉ cần một lọ dầu máy khâu cũng được, các bác có thể tra được quanh năm. Các bác đi xe nó sẽ bon, tra vào các cái ổ trục máy ơ, bảo dưỡng xe nó sẽ bền, của bền cũng là tại người. Tất nhiên xe có tốt đến mấy thì các bác cũng phải nên chăm dưỡng xe cho nó tốt thì nó mới bền và đi nó mới bon được nhá. Chiếc xe này em bán giao lưu với các bác là 8 triệu đồng nhá. Cấu hình khung nhôm, nhiều thứ nguyên zin của nó, 8 triệu đồng đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác ưng thì alo cho em, số điện thoại chạy trên video đấy, chạy suốt màn hình, ghim phần tiêu đề nhé. Và các bác nhớ đón xem những video em giới thiệu những chiếc xe khác nhé.